Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề y chang như trong video khi sử dụng trên điện thoại di động, nếu bạn là một người đang làm bên lĩnh vực YouTube và đăng nhập nhiều Gmail trên cùng một điện thoại, một ngày đẹp trời lại bị như thế này, thì video này mình chia sẻ cho bạn cách khắc phục một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hiện tại thì mình đang chia sẻ cho các bạn trên điện thoại hệ điều hành Android Oppo F5. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại khác thì tìm tương tự như điện thoại mình chia sẻ nha. Rồi, bây giờ bắt đầu mở điện thoại lên và vào phần cài đặt. Tiếp tục chọn cài đặt bổ sung. Sau đó bạn chọn bộ nhớ. Ở đây thì các bạn sẽ tìm giùm mình cái ứng dụng YouTube. Rồi nhấn vào. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn xóa dữ liệu. Vậy là xong. Rất đơn giản. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng tất cả các cửa sổ lại và tiếp tục vào YouTube để kiểm tra. Rồi, đây là toàn bộ Gmail trên điện thoại của mình đã được hiện lên rồi. Mình cũng xin dừng lại nội dung ở đây luôn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.